Mọi thứ lại không như kỳ vọng, một sai lầm có thể được dung thứ. Tuy nhiên, đến lần thứ hai rồi thứ ba, đó không còn là tình cờ hay ngẫu nhiên. Tâm lý của De Gea vẫn còn vấn đề. Anh thiếu tập trung trong những tình huống bắt bóng sơ đẳng. Điều này làm hại MU khi những sai lầm đó khiến MU phải nhận thất bại 0-2 trước Watford. Đội chưa thắng trận nào trên sân nhà từ đầu mùa giải cho tới khi sơ được MU. MU đã đáp ứng mọi mong muốn của De Gea, họ trả cho anh mức lương tới 350.000 bảng một tuần, biến thủ môn người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất câu lạc bộ. Anh ấy đã không thể dùng tay cản phá hay sao? Sir Alex phàn nàn. De Gea nổi tiếng với hình ảnh thủ môn có nhiều pha cứu thua bằng chân rất tuyệt vời. Cộng đồng mạng nhiều lần còn bông đùa tới mức một thủ môn xứng đáng giành được giải thưởng chiếc giày vàng hơn tiền đạo. Khả năng cứu thua bằng chân của De Gea không phải bàn cãi, thế nhưng cách anh xử lý bằng tay khiến nhiều người phải hoài nghi, thật là chua chát. Lịch sử nhớ mãi khoảnh khắc này, và đó là khoảnh khắc dở nhất trong cuộc đời của De Gea. Với De Gea, anh có tất cả. Tệ hơn, Skrabka chỉ ra thủ môn của MU mắc tới 6 lỗi trực tiếp dẫn đến màn thua từ đầu mùa. Thành tích tệ hại nhất tại Ngoại hạng Anh 2019-2020. Trong khi cựu huấn luyện viên của MU và giờ làm việc cho Tottenham Hotspur, Jose Mourinho thì không biết nói gì trước sai lầm của học trò cũ.